Hello, mình chào tất cả các bạn nhé. Nay đi thăm mấy cái thỏ con các bạn ạ. Chết mất mấy con. Không biết là nó có phải do chết rét không nữa. Mấy hôm nay thì thời tiết ở mình nó đang rét các bạn nhé. Rét từ hôm qua. Đêm hôm qua lạnh thì sáng nay mình có ra xem thì chết mất hai con nhé. Đây thỏ mẹ này các bạn ạ. Đây thì con này nó lại đang đến kỳ đi được các bạn nhé. Mình vừa thả con thỏ đực vào cho nó nhảy. Mình cũng thấy nó nhảy được rồi đấy. Chắc tí nữa mình sẽ bắt ra và chiều mình sẽ thả vào cho nó nhảy thêm một lần nữa. Bên này thì một con này vừa nãy mình có kiểm tra thì lại thấy nó có chừa các bạn nhé. Chắc khoảng chỉ 10-15 ngày nữa là con này nó sẽ đẻ. Còn đây thì con này thì là đây, con của nó đây các bạn. Nó cũng được một khoảng 17-18 ngày rồi các bạn. Này ra thấy chết. Còn mấy con thì đây mình vừa mới cho sang bên này để cho nó vào cái bóng sưởi cho nó các bạn ạ. Đây còn 3 con các bạn nhé. Mình vừa cho vào đây thiết kế cái bóng để sưởi cho nó đây. Mình cũng nuôi chơi mấy con, không biết là có phải do nó chết rét không nữa. Để được 6 con thì hôm nọ cũng có một hôm rét chết mất một con. Hôm nay lại 2 con nữa. Thật là rất là tiếc các bạn ạ. Và mình nghĩ đây còn 3 con đây thì không biết là nó có ổn không nữa. Để giờ mình sẽ ra vườn kiếm mấy cái lá cỏ về cho nó ăn các bạn nhé. Mấy con thỏ con này của mình thì nó cũng đang bắt đầu tập ăn rồi. Đây các bạn nhé, mình vừa ra hái được mấy cái cọng rau muống các bạn. Mình thắp bóng được một lúc rồi, cho nó ấm lên rồi mình sẽ cho vào cho nó có ăn không các bạn nhé. Đây là mấy con chó con của nhà mình, 4 con. Mình mới tách mẹ nó ra các bạn ạ, cai sữa cho nó. Rồi, giờ mình sẽ mang cái rau này vào cho mấy con thỏ con kia nó ăn nhé. Còn đây là trang trại nuôi bồ câu của nhà mình nhé. Này, nó có ăn không? Nó còn đang rét hay sao ấy. Chắc mình nghĩ cũng là nó rét. Chết rồi, nó chết rét hay sao ấy. Tại vì mình cũng chưa nuôi bao giờ, mình không biết là mùa đông này cái con thỏ con này nó có chịu được rét hay không. Mình chỉ thấy đúng 2 lần bị chết là vào những hôm rét là nó chết các bạn. Đây nó đang ăn này các bạn. Nó lại ăn rồi các bạn nhé. Chắc là mình sẽ để nó ở ngoài này luôn các bạn ạ. Rồi
ngày mình sẽ bắt vào cho nó bú khoảng 1-2 lần thôi. Mình không để nó ở với mẹ nó nữa. Để ra ngoài để mình thắp cái bóng sưởi này nhá, cho nó ấm với hôm rét này. Mình thấy như người ta nuôi và người ta bán cái thỏ con cho mình nuôi, người ta bảo nuôi 1 tháng mà nó được 5 nạng rồi, mà của mình cái này nó đẻ vào được gần 20 ngày rồi mà nó mới nhỏ xíu, thì mình thấy chắc chỉ được hơn 1 lạng thôi. Chắc do mình nuôi không đúng kỹ thuật nên nó lớn chậm hơn hay sao ấy. Đấy, nó ăn rồi các bạn nhé. Tiếc quá các bạn ạ. 6 con thì đến hôm nay chết mất 3 con rồi. Còn có 3 con thôi. Rồi, mình xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video sau của mình nhé. Các bạn hãy nhớ ủng hộ mình, cho mình xin một nút đăng like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào, hẹn gặp lại các bạn.